Rồi. Nhớ là phải đi đổ nhiên liệu nha, xe mình đã có là hôm sau và đi tiếp, đi theo giống xe trắng để bên trái rồi tiếp tục. Đúng mà liếc bên trái cái rồi đi tiếp, rồi đạp ga, rồi đạp ga tiếp, mở xi nhan trái cái giùm thầy, rồi đạp ga tiếp, đạp ga đi. Hello cả nhà, mình đã vào nghỉ ngơi, đã ăn sáng, uống cà phê no nơi rồi vệ sinh rửa mặt các kiểu rồi, đổ nhiên liệu xe mình đã có nhiên liệu rồi, khỏi cần đổ. Thì bây giờ hiện tại bây giờ mình đang chuẩn bị nhập ga lại cao tốc, và đồng thời mà hôm nay mình sẽ đi lên Đà Lạt bằng con đường nào? Ngó cái hậu trái giùm thầy nha. Mình sẽ đi cao tốc Phan Thiết. Rồi em taxi nha. Đúng mà cứ thả lỏng người ra. Lần đầu tiên tiếp xúc với xe của thầy thì còn bỡ ngỡ, thì còn lúng túng, không sao, chút xíu quen. Ai cũng vậy. Rồi thấy cao tốc Phan Thiết chào dây không? Là mình chút xíu mình sẽ có một cái lối ra ha. Trời nắng thì kéo cái này xuống. Đó lối ra. Thì cái ở đây các bạn đi lên Đà Lạt thì nhiều con đường, nhiều con đường để đi. Thứ nhất, con đường truyền thống là quốc lộ 20. Là nếu mà đi quốc lộ 20 là các bạn đi thẳng. Còn bây giờ mình đi cao tốc Phan Thiết, mở xi nhan phải, quan sát giùm thầy. Đó, mình sẽ đi cao tốc Phan Thiết nha. Lối ra là 60 nè, thấy không? Bây giờ nó để bảng rồi, lúc trước nó không có, thấy không? Được mà không để tắt cũng được ha. Thì đầu tiên thì mình đã nói rồi, thì các bạn vô cao tốc là các bạn phải chuẩn bị, thứ nhất là kiểm tra kỹ thuật xe, nhiên liệu đổ chưa, phí cầu đường đã nạp được chưa. Rồi khi các bạn đến đi cao tốc Long Thành thì các bạn ra đây các bạn phải cần nghỉ ngơi chút, để chi để các bạn đi tiếp độ chỉnh á an toàn hơn. Có nhiều bạn là đi lộn đi luôn, không có nghỉ ngơi thì vệ sinh trên đây không có điểm chỗ điểm dừng chân nha các bạn. Phải đến cao tốc Vĩnh Hảo mới có điểm dừng chân tạm nha. Nên các anh em nhớ chú ý giùm mình. Rồi lúc này em sẽ đi thẳng mở xi nhan trái giùm thầy. Nhớ quan sát kính hậu sao có xe không. Đó, rồi tắt. Nắng hơi chói ha. Đây là mình đã thay đổi hai bạn, thấy chưa? Bạn này thì mới vừa vô thì cũng bị tâm lý sợ, sợ thì khó, không có khó đâu, tôi dễ ẹt, tôi dễ hiền nhất luôn. Chút xíu nữa là nóng máy sẽ chạy tốt thôi. Lộ trình của mình là sẽ đi như thế nào? Lúc đầu là định hợp lại nhau, định đi đèo Đại Ninh. Khi các bạn lên Đà Lạt, các bạn bấm vô Google Maps, Google Maps sẽ chỉ cho bạn đi đèo Đại Ninh là 28B, chắc chắn điều như vậy. Tại Google Maps sẽ hướng dẫn con đường là nhanh nhất thôi, tiện nhất thôi. Nhưng mà nó không báo là ở đó là vị trí đó là nó sẽ đang làm đường, đang xấu. Thì ở đây mình có thể lựa chọn con đường khác, chẳng hạn nhiều lắm. 765. Thấy không? 20 là truyền thống bỏ đi ha. Đó 20 mình vẫn cho mấy bạn đi bình thường. 765 là đường Bà Gia. Giống như 713 xưa các bạn. Rồi đường Bà Gia là các bạn sẽ đi ra bọc trước. Bọc trước đè, trước đè Bảo Lộc, chưa có qua đè Bảo Lộc nha các bạn. Các bạn ra đó các bạn quẹo phải là các bạn mới lên đè Bảo Lộc ha. Rồi thứ hai, cái đường đó thì nó có cái đèo nhưng mà cũng xấu. Rồi đập ra nhẹ, đúng rồi. Đoạn đường nào nói chung giờ đoạn đường nào nó cũng có xấu một đoạn. Em đập ra tiếp. Nãy thầy có nói là lên dốc thấy không, xe công nên sẽ đi chậm, xe mình cũng lên cũng không muốn nổi ha, dốc cao lắm. Rồi em chuyển làn vô trong đó, xe công nó đang chuyển số ha. Các bạn lưu ý trên cao tốc này, các bạn lưu ý nha. Thứ nhất, các bạn đang đi các bạn thấy xe công ở trước đang lên dốc, các bạn chuyển làn đi chỗ khác nha.
các bạn đạt tốc độ cao mà đến ngay chỗ xe công sẽ giảm lại còn 10 km/h là nguy hiểm nha, giống như đang thắng rồi. Rồi em coi bên trái trống không? Trống em chuyển này. Rồi 60 cẩn thận nha. Cái xe trước các bạn nó nẻ qua một bên luôn. Nó chiếc hàng gãy nhíp. Giảm là giảm trước mặt bạn, tăng là tăng sau mặt bạn. Thấy bạn 60 mà các bạn đi 80, 90 thì các bạn gà thắng lại trước nha. Rồi em chậm lại, chậm lại. Rồi nghiêm lại chút. Cấm vượt trên đây nha các bạn. Khi các bạn chuyển làn mà trên cao tốc thì các bạn nhớ mở xi nhan giùm mình nha, phạt nặng lắm đó nha. Mấy cụ á, xe nó bị gãy nhíp bên trái thì rồi ok tiếp tục. Rồi đạp ga lên luôn. Cái chuyện lúc mà quan sát tốt á thì cái mạnh dạn chuyện nhớ bẻ lại lại nha, bẻ bao lực quá ha, người ta sợ. Rồi đạp ga tiếp. Rồi lên trên đó em sẽ mở xi nhan, em chuyển làn vô ha, tại mình đi chậm mình sẽ nhường cho những xe đi nhanh. Rồi em chuyển vô, nhớ quan sát giùm thầy. Rồi ở đây nó cung đường nhiều thì thứ nhất là 7, để đó đi, để đó đừng bất ngờ. Rồi ok. Xi nhan có hai chế độ nha, coi cái clip của thầy sẽ hiểu. Bật mạnh quá em tắt mạnh quá nó sẽ nhảy qua, nhảy ba cái để cho nó nhảy hết đi. Nó không tắt thì sợ tay tắt, nó nhảy hết ba cái nó tắt thì ok. Ở đây thì nếu mà 765 các bạn ra là 713, các bạn đi ra trước đèo Bảo Lộc là đường gọi là đường Bà Gia đó, là chưa đến đèo Bảo Lộc nha. Là các bạn ra đó các bạn quẹo phải lên đèo Bảo Lộc. Thứ hai các bạn không đi thì các bạn sẽ đi là đường 720, đó là đèo Đa My. 720 tại sao mình nói là 720 là ở đây? Ở đây thì nó sẽ có 720 và quốc lộ 55. 720 là thực chất là con đường tắt nó vòng lên ngay chỗ quốc lộ 55 luôn. Lưu ý nha. Và đặc biệt các bạn muốn đi đèo Đa My thì các bạn bấm vô cho mình là Đức Mẹ Tà Bao. Khi các bạn bấm lên Đức Mẹ Tà Bao nó dắt các bạn đi là đường 720 ra. Rồi xong các bạn đến Đức Mẹ Tà Bao các bạn bấm vô mình một cái Đà Lạt Pho chi nhánh Bảo Lộc, hay là bạn bấm Pho Đà Lạt chi nhánh Bảo Lộc là cái showroom của xe đó. Các bạn đúng ra đến Đà Lạt Pho cho mình nha, tuyệt đối không đi đường tắt, mình đã nói rất nhiều nha. Các bạn nào đi đường tắt, đường xấu gắn chịu. Khi đến Đà Lạt Pho, các bạn ra quốc lộ 20, các bạn quẹo phải, các bạn lên. Hiện tại mình đang phân vân giữa đang đi đèo quốc lộ 20 nè, à, ngay chỗ 55 này, đèo Đa My này và đèo Đại Ninh. Nếu mà các bạn không đi ngay chỗ mà Đa My, đèo Đa My thì các bạn có thể lên 28. Nghiêm trọng lắm rồi. 28. Đó là đèo gì? Đèo Gia Bắc. Đó là đèo Gia Bắc. Thì đèo Gia Bắc các bạn đi nhớ bám làn giữa nha. Các bạn mà bám làn trong quá là bạn bị chém nổ bánh xe đó. Tại con đường nó đi bị sạc hai bên rồi. Nó sạc nhẹ hai bên, đá mi hai bên nên các anh em đi mà lấy vô trong quá là dễ bị tát vỏ lắm. Nhiều anh em bị rồi. Đường nó đá, nó đường nó không bằng phẳng đâu, nó gồ lắm. Nói chung là nó gồ.
đường vòng quanh co liên tục nhau nguy hiểm, không khuyến khích đi đêm. Rồi nếu các bạn bỏ qua đó thì các bạn sẽ đi cuối cùng, đó là đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B. Đường cảnh thì đẹp nhưng mà đường thì lại xấu. Đang làm các bạn phải cần cân nhắc nha, nó xấu như thế nào thì một chút xíu các bạn đón xem. Trước mắt các bạn là cái núi Chứa Chan bên trái các bạn. Cái núi này mình nói rất nhiều luôn, mây ở dưới rồi bạn ha. Rồi cái đợt là mây ở dưới là không thấy nhà dưới luôn, chỉ có thấy đỉnh núi thôi. Có đợt thì trên đỉnh núi có mây, giống như là núi Bà Đen, y chang núi Bà Đen các bạn. Đó, núi Chứa Chan các bạn thấy mây dưới không? Chưa? Mây lẫn ở dưới luôn. Rồi xong cái đợt là mây ở trên đầu luôn. Đây là núi Chứa Chan Gia Lào nha các bạn. Thì con đường này là chút xíu lên đây nè, thì đó là 765, thì các bạn ra 765 các bạn đi sẽ dọc bên hông ngay chỗ núi Chứa Chan. Đó. Đây thì có sẽ có đường 765 để các bạn đi ra núi bên hông cặp bên núi Chứa Chan để các bạn đi lên gọi là đường Bà Gia 713 ha. Không mở xin nhìn phải nhẹ thôi. Rồi, để nhẹ lại em giảm tốc độ lên chút. Đường thẳng thì 120 không sao, nhưng mà hơi quẹo quá là em đi 120 là hơi bị đảo tay, hiểu không? Thì cái tôi sẽ quen rồi đạp ga tiếp. Núi bên Chứa Chan đẹp lắm nha bạn, giống như là núi Bà Đen. Núi này mà thay hát du lịch nữa là y chang núi Bà Đen là vô. Đây 765 các bạn thấy đường 765 không? Đó mình nói không, các bạn quẹo đây xong các bạn ra quốc lộ, các bạn chạy lên xuống các bạn quẹo trái là các bạn đi đường đó. Rồi em cứ đi tiếp tập ga lịch, đó là ga huyện Xuân Mộc, Xuân Mộc nha bạn ha. Rồi các bạn không đi đường này thì các bạn sẽ đi lên trên kia. Trên kia thì sẽ có 720 là quốc lộ 55 đèo Đa My. Rồi các bạn sẽ đi là qua đèo Bảo Lộc. Đó nó vậy á. Đi đường này thì nó trước đèo Bảo Lộc. Để các bạn lên trước là sao, là chưa tới đèo Bảo Lộc nha. Chưa tới đèo Bảo Lộc. Rồi xong các bạn mới leo là đèo Bảo Lộc. Còn đi lên 720 là các bạn sẽ không leo đèo Bảo Lộc mà các bạn đi trước qua đèo Bảo Lộc luôn. Đó 720 đèo Đam Mê thì các bạn ra Bảo Lộc. Cái này nó cũng ra Bảo Lộc luôn, nhưng mà đèo Bảo Lộc. Các bạn ra đường này thì các bạn còn leo đèo được, các bạn lên trên kia các bạn không leo đèo, vậy thôi. Ok, mình tiếp tục hành trình. Rồi các bạn nào mà lỡ mà đi lố luôn cái 765 á thì các bạn ra đây các bạn quay xuống cũng được nha. Các bạn ra đây ra quốc lộ các bạn quay đầu xuống, quay ngược lại chạy một đoạn các bạn quẹo phải các bạn vô. Đó, nó có nhiều đường lắm nha các bạn ha. Trời, em có bên trái chống không? Đúng rồi, giống như nãy thì chị bị nhẹ qua, rồi bẻ nhẹ lại. Bẻ nhẹ lại, đúng rồi, nềm hơn rất nhiều. Từng bao giờ mà lấy ra chánh giữa rồi mới bẻ lái ha, nó sẽ đầu xe nó sẽ sát lại. Rồi đạp ga tiếp giùm thầy. Rồi em chạy lên rồi em chuyển vô trong luôn, quan sát. Rồi mở xi nhan, đúng rồi, đập ga. Nhớ quan sát là em thường thường là em tụi em quan sát bên phải là tụi em bị lạc lái bên trái ha. Thì lúc này kinh nghiệm là mình bẻ nhẹ qua bên phải chút xíu nha. Tình hình chỗ đó ông xe khách là nó ép xe tải nhỏ, tải ông chạy chậm mà ông chạy chính giữa. Xin nãy giờ ông vô em đừng có lấy xe bên trái, rồi đi tiếp tập ga lên. Lên trên đó cái mình chuyển vô trong đi giống như xe khách ha, đi nhanh đi. Còn ai đi chậm thì đi ra đi vô trong, mình đi chậm là mình đi vô trong. Rồi họ sẽ nhắc lại quan sát đạp ga lên. Rồi nó xả nước xuống rồi thấy không? Các bạn thấy không, xả nước không,
các bạn thấy xe trước xả nước không? Nên bữa mình có coi clip ông giao thông bắt cái xe xả nước, đúng rồi, xả nước bắt cái bộ xong bắt xả nước văng lên kiến mình nè. Rồi đi tiếp, có giò đặc biệt, có giò xả ở dưới các bạn, xả nước ở dưới họ sẽ nhìn chạy nè. Quay sát sao nha, quay đầu qua ngõ nha. Chúng thôi là mình vô là coi như có xe đạp ta đạp lên đó, không? Bất chờ là, rồi mình đi tiếp. Rồi đây cả nhà, cầu Sông Vinh ha. Các bạn thấy nhận diện là cầu Sông Vinh, thì đến cầu Sông Vinh là các bạn sẽ có một cái đường gọi là đường 720 DT720 ha. Rồi em có chuyển bên trái luôn đi, rồi đạp ga lên. Mình không đi 55 thì mình sẽ đi tiếp, mình quyết định mình đi sẽ 28B Đèo Đại Ninh, đường tỉnh 720 ha, cho các bạn nào chưa biết nha. Thì các bạn ra đây, các bạn quẹo phải rồi xong cái lên, các bạn đụng ngã ba, các bạn quẹo phải tiếp, rồi các bạn đi tiếp thì các bạn bấm cho mình là Đức Mẹ Tà Bao, thấy không? Người ta sẽ, nó sẽ hướng dẫn cho bạn đến Đức Mẹ Tà Bao. Rồi từ Đức Mẹ Tà Bao các bạn bấm Đà Lạt Pho chi nhánh Bảo Lộc, đúng ra Đà Lạt Pho chi nhánh Bảo Lộc, các bạn mới quẹo phải lên đi quốc lộ 20 để lên Đà Lạt nha các bạn ha, các bạn lưu ý nha. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục vào hành trình, mình sẽ có lựa chọn tiếp theo hôm nay mình đi đường nào, phải không? Em còn lấn lự, nó còn xa, tốc độ nó gia tốc nó còn thấp, thì lúc này em mở xi nhan em chuyển qua thôi. Em còn lấn lự, em đọc suy nghĩ thì chút xíu nữa xe ta lên cả mình mới chuyển nên nó nguy hiểm, phải không? Nhớ là hạn chế đi bám sát vạch đó ha. Hồi nãy nếu các bạn không đi ga 720 thì các bạn sẽ lên đây, các bạn ra quốc lộ 55 thì các bạn sẽ mất một đoạn cực kỳ dài, tổng cộng là để mười mấy cây. Các bạn lên đây các bạn nhập ga, các bạn mất thêm mười mấy cây nữa để các bạn nhập lại 55. Thì mình đi trước là 720 là đúng nhất, các bạn ra nó sẽ ngắn hơn, các bạn mà đi lên đây nó sẽ xa hơn. Các bạn lưu ý nha, có nhiều bạn sẽ đi kiếm 55 không ra 720 ha. Thì 720 ra đúng được chứ, 720 là đi tắt để nó nhập vô 55, là để là 55. Nếu đúng vậy 55 này 55B, nó trên bản đồ nó tùm lum, các bạn mình có chỉ bạn là các bạn có đi 720 ra, các bạn bấm vô Đức Mẹ Tà Bao là nó sẽ ra. Còn các bạn nếu mà lỡ mà đi lố thì các bạn chỉ có lên đây các bạn ra thôi, là 55 này các bạn đi ra nó hơi xa hơn đó. Còn nếu bạn không thích đi nữa thì mình sẽ đi tiếp, là mình sẽ có nhiều lựa chọn con đường khác. 28 phải không, đèo Gia Bắc, hoặc là 28B đèo Đại Ninh vậy thôi. Đây là lối ra Phan Thiết nha các bạn. Khi các bạn đi đến đây thì nó sẽ có sự thông báo cho mình ha, và cái tốc độ là lối ra nó khác, còn mình đi thẳng là mình vẫn duy trì tốc độ như vậy ha. Đó, Phan Thiết người ta để bạn rõ ràng ha. Đó, ha, anh Việt Nam, còn mình sẽ nhập vô cao tốc Bình Hảo nha các bạn ha. Cái đợt trước mình có làm cái clip là mình đi ra Phan Thiết rồi xong mình đi lên lại, mình đi lên lại là đi lên Đà Lạt. 60 là lối ra nha, còn mình là đi thẳng tiếp, mình được dẫn được 120 cho bạn nào chưa biết nha. Thì lúc này các bạn cẩn thận khúc cao tốc
Vĩnh Hảo này các bạn cẩn thận về phần tốc độ nha. Ở trên đây bắn rất nhiều nha. À, mình đã có biết chỗ bắn luôn. Nhưng mà con cái này các bạn lố là phải, bắt là phải. Rồi giảm lại, giảm lại. Ở trên kìa, tốc độ cho phép lại kìa. Thấy chưa? À, 90 ha. Rồi bây giờ đạp ga nhẹ vô. Đúng rồi, nhớ giùm thầy nha. 90, tối đa tối thiểu là 60. Ở trên kia, xe kia nó mới vừa chạy kìa, thấy không? Xe giao thông ở trước đó, thấy không? Rồi em đi tiếp. Mình đi chậm, mình đi lần này. Và đặc biệt ở trên đây nó không có làn khẩn cấp. Có nhưng mà lâu lâu nó mới có nha bạn. À, thì các bạn đậu vô coi chừng giao thông lụm nha. Đậu vô phải khôn khéo thì mấy bạn mới không bị lụm. Còn đậu mà không khôn khéo là sẽ bị dễ lụm lắm. Đó. Xe giao thông chấp đèn ở bắt ai nữa rồi. Rồi đạp ga lên. Đó, trên xe thầy có cái húp á. Thì các bạn không đi ga Phan Thiết thì các bạn đi tiếp. Trên này các bạn lối tốc độ là lụm nha. À, cảnh đẹp, hôm nay trời nắng đẹp. Hôm nay mình thấy nắng không có mưa thì mình sẽ đi. Lựa chọn là một là giảm lại chút. Gia Bắc hay là Đại Ninh. Mời các bạn đón xem nha. Rồi. Dạ có nghe. Dạ sao chú? À không, chuyện họ nói con tưởng con không nhớ nữa. Không sao đâu, về con cho đi. Bây giờ là con cho nó, cho mấy đứa em đi Đại Ninh. Đèo khó. Dạ đều khó rồi xong về đi đường kia dễ mà. Ai vắng ai đâu, đều nên là đều khó mà. À không có xe nhiều hả? À, trời ơi yên tâm, về đến thành phố là xe nhiều đông luôn. À rồi để về cho đi đường kia đó, cái đó là không chuyện. Dạ không, nhắc lại con quên. Dạ có phải nhắc lại rồi, sáng con vô con hỏi, con hỏi rồi mấy đứa em rồi cũng không nói nữa. Dạ đúng rồi, phải nhắc chứ, tối con về 8 giờ mấy mà đi Cần Thơ về lu bu này nọ, sáng sớm đi sớm. Trời ơi đều đây năm là chú nói dễ hả, với vắng hả? Không có đâu. Rồi chú có lên clip chú coi nha. Rồi đi chuyển qua. Dưới trên đây là cao tốc này cũng nhiều xe. Rồi chú cứ yên tâm đi, để con sắp xếp cho. Dạ. Dạ cái gì cũng được hết á, nhưng mà phải báo con tiếng không, sợ con quên. Dạ. Rồi chuyển này vô từ từ. À. Bữa phụ huynh kêu là cho đi quốc lộ 20. Sáng xong chịu nhắc thầy. Không? Em không nhớ đâu, thầy em đâu có biết được. Thì đó, không nhắc em, nên em thầy quên lắm. Được, thì em cũng không biết là quốc lộ 20 là đi để em cứ tưởng là đi xe đi cao tốc một phút, ra đó một phút, đi gì đó. Dạ, về đi quốc lộ 20. Đó, giờ đi về mình đi lại quốc lộ 20, cái nào dễ mà. Rồi, chú tưởng là cái đèo Đại Ninh đều là dễ, vắng. Ừ, cái đèo này nó cực kỳ khó. Nói chung là phải tập cao tốc để biết đường. Mai mốt còn đi vô Nha Trang hay đi đâu á, còn biết đường đi. À. Rồi, đây cả nhà. Thì nếu mà các bạn đi đèo Gia Bắc thì các bạn đi ở đây. Đây là quốc lộ 28, à, đèo Gia Bắc. Thì các bạn đến đây nè, ngay chỗ suối ghé nè, cầu suối ghé nè, các bạn quẹo phải lên nha.
28 là quốc lộ 28 Chi Linh ha. Còn mình đi thẳng, nhớ để ý nè, có biển báo nè, các bạn dễ lộn đó nè, giảm lại đi em, giảm lại cái biển báo 60 cực của mình kìa, thấy chưa đó. Lúc đầu mình tưởng là ồ cái này là biển báo này, gà thắng lại bớt, rồi buồn thẳng gà buồn đụng rồi, thấy chưa. Mình tưởng là cái ổ cái này là lối ga đúng không, không phải lối ga nha. Rồi đập ga, cái lối của mình đó đập ga nhẹ, rồi đến ngay cái bảng kia mình sẽ đi cái bảng 90 đó. Các bạn nào mà chơi yến cái là đến đây là lụm được luôn nha. À, thấy chưa à, đó. Rồi đến đây nè, ngay chỗ bạn 90 này mình đi à, rồi đạp ga đó vậy thôi. Cẩn thận khi các bạn qua 28 rồi là đèo gọi là Gia Bắc, thì đèo Gia Bắc nó vắng, nó quanh co nhưng mà nó vắng, đường thì nó dài quanh co liên tục, cảnh thì nó không đẹp bằng cái đèo Đại Ninh. Đèo Đại Ninh là đường đông, nếu mà cuối tuần thứ bảy chủ nhật này đường đông thì các bạn lưu ý giùm mình à, những cái cua gắt các bạn nhớ thấy xe đầu xe tải xuống lớn, xe lớn xuống nhường, xe khách lớn xuống nhường, tuyệt đối không chen lên sẽ bị va chạm à, mình nói rất nhiều luôn, có nhiều anh em bị va chạm rất nhiều ở đây. Một trong những con đèo khó để lên Đà Lạt, đèo Bảo Lộc không có nghĩa lý gì hết đối với cái đèo này, mình nói thẳng luôn. Rồi đi tiếp, riêng đèo Đại Ninh này là con đèo khó, bây giờ hiện tại là nó khó hơn con đèo Gia Bắc luôn. Em phải đặt nha, lý do tại đường đang làm nó móc những cái cua nào gắt người ta sẽ bớt lại, hoặc ta sẽ đâm thẳng qua luôn, ta sẽ làm một cái con đường mới là đâm xuyên qua, hoặc là đi đường đó nó đỡ vô cua gắt hơn. Chút xíu nữa thì các bạn sẽ đón xem phần 2 à, thật sự đèo Đại Ninh có nên đi hay không. Đây mình sẽ làm đợt trước xe mình đi trên này mình sót xe lắm các bạn. Rồi giảm lại từ từ nha, 90 thôi. Rồi thật sự là sót xe. Rồi nên các bạn nhớ cho mình một like, được đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới nha. Đạp gà lên, đường xá đang làm, và đặc biệt trời mưa là hạn chế các bạn không nên đi. Đang mưa lớn tuyệt đối không đi đèo Đại Ninh, mình nhắc lại lần nữa, một trong những đèo khó, và sau này nó là một trong những con đèo đẹp để lên Đà Lạt, đẹp nhất, mình nói thẳng luôn là đẹp nhất con đường lên Đà Lạt. Tại vì cái cảnh nó cực kỳ đẹp các bạn, view hồ có, view núi có, à, đầy đủ hết. Rồi các bạn trên đây thì cái làn khẩn cấp này ít có đó ha các bạn ha, nhưng mà lâu lâu nó sẽ có, thì các bạn chú ý nha, các bạn đi lố tốc độ là ngay chỗ gần mấy cái chỗ này là nguy hiểm nha. Các bạn cứ đi đúng tốc độ cho phép, người ta đã quy định rồi, 90 tối đa thì các bạn đi dưới 90 cho mình, đừng có ham hố ha, cứ nặng cái chân là nhẹ nhàng cái túi nha. Trên cao tốc Vĩnh Hảo này làm tốc độ rất nhiều nha, nên anh em chú ý. Rồi các bạn thấy Đại Ninh còn 1 km thôi không? Em cứ đạp ga, cái này đi đường này ra Mũi Né cũng được luôn nha cả nhà. Thì đợt trước mình có đi là từ Phan Thiết á, Mũi Né đi ra đây rồi để mình lên Đà Lạt. Rồi bây giờ hiện tại bây giờ các bạn thấy là người ta có để cái bảng thông báo ha, thì các bạn thấy cái biển báo màu xanh lá cây, lý do là trên cao tốc tốc độ cao là biển báo xanh lá cây là dễ quan sát nhất, còn màu xanh dương đậm là chỉ có trong khu dân cư hay là cho ở thành phố thôi, tốc độ thấp thôi à. À, còn khi cao tốc là nó sẽ màu xanh lá cây này. Giờ bây giờ mình chuẩn bị nhập nha, là 28B đèo Đại Ninh, thì cả nhà nhớ đón xem, nhớ cho mình like một lần đăng ký kênh ha. Rồi lúc này em thả chớn đi, đúng rồi thả chớn, mở xi nhan phải đó. Đúng rồi, thấy giao thông lúc nào đứng không, thấy lối ra không đó, cứ chậm đó đó các bạn. Bây giờ là mình đang đi vô nha, đang đi vô chậm lại thôi, nhớ em phải gửi cái tay vô. Rồi đặt ra đó, tiếp tục
lúc này lên thì các bạn nhớ đi thẳng là sẽ đi ra quốc lộ nha. Các bạn sẽ ôm quay đầu lại, ôm vòng xuyến quay đầu. Đến đây mình sẽ quay đầu lại nha. Chậm thôi. Gà thắng lại bớt, ghi vô, mở xi nhan chạy giùm thầy. Rồi đi tiếp. Rồi. Tiếp tục. Quán cơm nhiêu nghìn tỷ. Nhớ là khi em vô những cái cua là em phải gửi vô, em không buông, em không thả lỏng, thả lỏng nó trở lại. Đi theo xe Ben á giùm thầy. Rồi đạp ga lên. Rồi đi xéo lên, đổ rồi. Cái vẽ cái vạch đường thấy ghét không? Ha. Rồi tiếp tục em đi thẳng lên. Thì tốc độ đây 40-50 vậy đó ha. Thì hồi nãy là lối nhập kia là 40, đây thực chất là 50. Cấm vượt ha. Rồi ông có nội, mấy ông có nội này, ông đi quốc lộ 1A, ông chạy vô. Thấy ông từ xa đó, cũng tranh giành nhau cho bằng được. Thấy không? Đó, đây là cầu Đại Ninh nè các bạn. 50 thôi. Rồi ở đây người ta vẽ cái đường cũng vậy, nó khó chịu vô cùng các bạn. Đi theo xe đó luôn nha. Khó chịu vô cùng, bắt buộc phải cán. Rồi mình đi tiếp, đi thẳng lên trên kia. Mình sẽ ghé ngay chỗ quán quán cà phê giọng ha. Ở đây thì nhiều các bạn, nhưng mà mình thích cái quán kia hơn. Cái quán giọng có mấy lá. Đó, đèo này đông nha các bạn. Đông mà khó. Em gà thắng lại bớt. Chút xíu mình sẽ đi gà đường đỏ ha. Rồi, trả lại chính nờ kéo thắng tay giùm thầy.